Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố đã có những bước tiến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Và với việc thúc đẩy các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo ở các đơn vị doanh nghiệp, trường học, hứa hẹn sẽ là cơ hội để các startup trẻ nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thu hút vốn đầu tư hướng đến phát triển bền vững là trung tâm kinh tế khoa học công nghệ với các phong trào khởi nghiệp diễn ra ngày càng sôi động theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, thành phố đã hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 2.586 doanh nghiệp, ươm tạo phát triển 308 dự án, trong đó có 27 đơn vị được đăng ký tài sản trí tuệ, hỗ trợ 40 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm Bên cạnh đó, 1.871 lượt doanh nghiệp đã áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số này có thể tăng cao hơn nữa nếu có sự tham gia của các đơn vị trường học, tổ chức nghiên cứu trong việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hợp tác và phát triển các dự án phụ trợ. Trước bối cảnh trên, trong năm 2024, thành phố dự kiến sẽ đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tập hợp và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố, cũng như trong và ngoài nước. song sau, sau đó, nhiều giải thưởng, cuộc thi khuyến khích thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở giới trẻ cũng được triển khai nhằm đẩy mạnh năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.